Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững là mục tiêu mà mỗi quốc gia và địa phương đều hướng tới. Tuy nhiên, với đặc thù của địa phương có vị trí giáp thủ đô Hà Nội nhưng lại không có sự đa dạng về tự nhiên, hiếm tài nguyên thiên nhiên thì tỉnh Hưng Yên cần lựa chọn hướng phát triển như thế nào để đạt được sự bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tư vấn từ chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ các nước người ta đều chú trọng đến nhân tố mà viết bằng tiếng Anh, nó viết tắt là ba chữ E, S và G. Thì E là environment, là môi trường, S là về social, là về xã hội, về lao động, và G, governance, là quản trị. Thì chúng ta trong phát triển kể cả của tầng doanh nghiệp cũng như của địa phương cũng rất cần chú trọng đến những nhân tố đó. Nếu mà đã có phát triển bền vững tốt được về xử lý môi trường và tài nguyên, tốt được về các khía cạnh xã hội và tốt được về hệ thống quản trị, thì chắc chắn chúng ta sẽ có sự phát triển bền vững của Hưng Yên trong tương lai. Thực tế trên thế giới đã chứng minh là không phải nước nào muốn phát triển cao cũng cần nhiều tài nguyên. Nước ta thì cũng đã có một thời mà tài nguyên rất là phong phú, nhưng thực sự trong thời gian phát triển vừa qua, chúng ta cũng để lãng phí tài nguyên nhiều. Đối với Hưng Yên thì tương tự như vậy, cũng không việc gì phải buồn vì mình không có tài nguyên, mà chúng ta hoàn toàn có thể là bằng cái nhận thức mới và trong phát triển của thời đại mới thì sử dụng bằng công nghệ, bằng năng lực của con người mà vượt lên. Một mảnh đất nhỏ hoàn toàn không có nghĩa là nó không thể tạo giá trị cao. Ở trong báo cáo của Hưng Yên cũng đã chứng minh được rồi đấy, là giá trị trên mỗi mét vuông đất, trên mỗi hecta đất nó đang tăng lên. Thì đấy là cái quý, thì mình phát huy ở mặt đó. Cái phát huy hết sức cần thiết nữa là sự kết nối. Vì thế giới hiện nay hoặc là sự phát triển hiện nay, nó đòi hỏi mỗi một người là phải biết học hỏi, phải kết nối, phải hợp tác với những người khác mới phát triển được. Không ai có thể đi một mình một chợ. Tôi rất thích cái ý tưởng là kết nối giữa Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thì như vậy, dựa vào nhau có thể phát huy được, nhân lên được sức mạnh của từng tỉnh cũng như cả vùng rất nhiều. Thì tôi cho là đấy là cái con đường để phát triển. Khi đã kết nối như vậy thì sẽ có sự phân công với nhau và nó sẽ làm nảy sinh ra rất rõ là vậy thì tỉnh nào, cái thế mạnh là ở đâu. Và ở đâu mà có thế mạnh thì những người khác, người ta cũng sẽ dồn lực vào đầu tư ở đó. Thì tôi cho là Hưng Yên đang biết cách để mà tạo cho mình những cái thế mạnh về cái bình ổn trong phát triển lâu nay và tránh được kể cả những cái cơn bão lớn, ví dụ như là trận dịch vừa qua hoặc là những cái chấn động quá lớn thị trường thế giới, nó không tác động quá nhiều vào tỉnh mình. Đấy là cái quý, rồi biết tạo hạ tầng mới, những khu công nghiệp mới, rồi biết cái hướng để cải thiện môi trường kinh doanh. Năm 2023 là mình sẽ kỷ niệm 50 năm lập quan hệ với một loạt các đối tác lớn trên thế giới như Nhật Bản, như một số nước thành viên Liên minh châu Âu. Thì đây cũng chính là cơ hội để mà tạo ra dấu ấn mới trong 50 năm tới. Ở Hưng Yên này, các nhà đầu tư Nhật Bản là những người đang có mặt lớn nhất với số dự án nhiều nhất trong tỉnh. Thì năm tới chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái cơ hội của 50 năm tới để mà thu hút thêm trên những lĩnh vực mới mà Hưng Yên mong muốn.